Ok, hello, xin chào các em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Chung là lần này thì Khải xem bot nhưng mà Khải đỡ làm lại video, xem thử như thế nào. Đỡ đang may mắn hôm nay làm video lại ra đồ VIP sao nè. Đó, Khải đang đánh trước cho con Thế Yên lên đánh sâu. Hiện tại đang xanh xếp máy bánh 13 của Thế Yên nha anh em. Đó, Khải đưa Thế Yên lên cho anh em thoái luôn. Ôi, đó, Thế Yên này. Nhìn xếp máy bánh 13 nha anh em. Mới mua được cái áo một kim máy bánh một đó, chắc chưa? Và đó, cố gắng kiếm vài món siêu phẩm cho anh em xem ngay. À, Khải máy bánh hả? Từ từ bình tĩnh. Hay quá tử này, từ nha. Khải mua cái nến nè, nến này, ước mơ thầy giáo này. Ok rồi, chung là bên Thế Yên nó anh xong rồi. Quốc quốc máy mọc trước rồi, coi có gì ra hồn không. Đó. Đánh gần chết, thường thường video Khải làm thì hơi lâu. Giờ lần này thì Khải sẽ ví dụ như đánh gần chết, Khải sẽ cho anh em xem nha anh em. Chứ Khải không có làm cái đoạn mà đỡ anh em chờ đợi, nó mất thời gian của anh em. Mỗi ngày Khải sẽ sang 16 con bot. Mỗi ngày Khải sẽ sang 16 con bot vào lúc 11 giờ đêm nha anh em. 11 giờ hàng ngày nha anh em, 16 con bot. Mỗi ngày sẽ sang 16 con bot trên live stream. Và khi nào mà có đồ VIP thì Khải sẽ làm video anh em xem. Còn không thì coi như hôm đó Khải không làm video nha anh em. Rồi đây, tiếp tục. Tại Thế Yên thì Thiên Sơn Bảo Lộ này, Quá Tử này, Ước Mơ Thầy Giáo tăng thêm 10% may mắn nữa. Rồi, trình cứu nhận, giúp trình cứu nhận anh em ơi. Quấn luôn, quấn nhanh luôn. Rồi, con này con thứ hai anh em ơi, giúp mỗi ạc sẽ được 8 lần, mỗi ạc sẽ được 8 con. Đã đang sang xếp một bánh của Thế Yên 13. Đã sang hết một lần rồi, Khải sẽ bói đồ cho anh em xem luôn. Đó, một nhẫn nha. Ui, một nhẫn em chậm hay sao đây, không biết nha, một nhẫn hồng hỏa này. Ok, tiếp tục. Mới hai con thôi, hai con thôi. Còn nguyên hả? Em tưởng không còn ai, em tưởng bị lag comment, nãy không thấy comment hết. Tối nào cũng gói mì tôm xem like. Ok Khôi Nguyễn. Ok nè, Khải mới hai con này mày. Một đào này, một giày các kiểu. Ok, con thứ ba. Ok, giả giới nhân luôn nè mày. Quốc là Khải nhận nhiệm vụ Thế Yên gái. Giả giới nhân, một con họ tiếp theo. Giả giới nhân, mong rằng không ai ks em, không ai ks thì đánh nhanh thôi. Ai ks thì đánh 8 con 16 con trong hai ạc thì nhanh thôi. Ví dụ như có người ks thì đánh khổ lắm, lâu lắm. Rồi đó, cóc phụ này là nhanh thôi. Ok anh Trần Dũng Hiếu. Ok rồi rồi em thích đánh rồi, vài cái nhẫn là họ nữa ơi. Ui, một áo một nón em chưa bói nha. Rồi tiếp tục đi, ba con rồi, let's go. Ok, chúng ta tiếp tục con chu sử bá. Khải tua nhanh video cho nó nhanh rồi xong bói đồ thôi. Rồi xong, con này là 4 con. Nhận đồ, bốn con gì bói rồi là đẹp, full đồ rồi. Ôi con thỏ này chua. Ôi chà chà, này có vẻ nhiều đồ nhờ. Để em cho Thế Yên nhặt, để em cho Thế Yên nhặt một tí giao dịch nha anh em. Hai cây vũ khí này, ok về này. Còn cái áo coi. Rồi áo này shop này. Rồi, gì bói đồ này. Đây, ở tiếng cũng động xong rồi. Bói đồ anh em xem nha. Nón, không bình, shop. Hỏa shop.
áo thổ đụng áo thổ không có phục hồi. Đồ ông đó may mắn cái 12 à, nó có may mắn 12 à, lôi 20 lôi bằng đồ một tay 540 nè em ơi, một tay 540 mà dòng 2 mất rồi, cũng được cũng được cũng được. Nhẫn họ số dừng số ok, được một bao tay 540 rồi, để xem được đồ thêm gì nữa không, được hãy quanh con thủy yên qua, tại vì con này nó nhận được nó nam tiếp tục vũ khí 5 dòng có gì số không bằng ngầm 2 đúng khi không bằng ngầm 2 khi không bằng cao rồi dạ thôi ok, tiếp tục đi vào con khác nè em ơi, qua thiên cúc ở bên khỏi làng này. Ok ok, quốc vợ biên thành anh em ơi, một lại là một con hỏa vợ biên thành ok ngon. Ngon luôn. Xem 1-2 giờ sáng xem có xếp phỏng không hả? Hôm trước rồi cũng hên xui thôi, khám không biết rõ là như thế nào, nhưng mà độ ống đóng ra cho chuyện mình thấy thích gờ nè. Gia dừng thổ kháng cả 16 không banh 17 nhìn đẹp vãi cả nồi luôn. Mình sang thổ miết mình kìm gia truyền kháng cảm không ra nè. Ông xếp mình bắn 12 à, đâu hơn được, ngon vãi nồi. Rồi vợ biên thành hôm qua giả boss không có luôn mà, anh em nghĩ luôn. Vợ biên thành một vũ khí một áo đi, 5 con rồi em ơi, 5 con này tìm tiếp. Ok tăng chỉ oán, tăng chỉ oán nhanh, không ai đánh thì đánh nhanh cho nó khỏe, khỏi công chờ đợi tăng chỉ oán. Ok man, chung là cảm giác mình cũng may mắn đàng hoàng mà đâu, mà sao vẫn cứ cùi nữa. Rồi tiếp tục tăng chỉ oán hả, em nhận rồi nha, em nhận nhiệm vụ rồi. Được một con tay 540 thôi, số lượng lực cũng được. Một thứ thì tinh ai xa xa. Ok một viên thứ thì tinh có được 250 xu rồi. Gỡ hò gỡ vốn gỡ vốn gỡ vốn. À, cái bóng của Hạo Dân hả, 50-100 là hồi ổng mua 30 kim đó em, hồi ổng mua 30 kim đó anh Nguyễn Hoàng Quân ơi, hồi ổng mua 30 kim á, hồi đó là cà phê đau ổng không bị bỏng á. À, gia cát kinh hồng em đợi chút. Ok bói đồ con gái này em ơi, bói đồ con gái là quốc con kia áo nón 520 vũ khí shop luôn, đa 530 sức lực vũ lực. Ôi xa xa, sao không phải 540. Ok tiếp tục lên bot rồi. Quốc con này còn thứ 6 cho Thế Yên rồi, số đúng nhỏ luôn. Mở khui. Một cái vũ khí mọc mà. Rồi tiếp tục. Rồi con cuối cùng Thế Yên này mày, mỗi ngày cứ 23 giờ thì trong khoảng thời gian đó Khả sẽ sang 8 con của Thế Yên, xếp mày bánh 13 và 8 con của Đường Môn, xếp mày bánh 8 đó. Rồi ngừng đây, cho anh em xem bánh Thế Yên này đó, đo thu kém như ai mà vấn đề nó không có siêu phẩm thì chịu thôi. Ui mà thấy một món vàng vào tay anh em à, đeo tay đang cần được ơi. Trời vào tay kim phong chết tôi rồi, tưởng vào tay thiên hoàng anh em ơi, trời ơi tưởng là vàng là ngon rồi à, nhìn thấy bao tay thấy đẹp rồi, tại vì bao tay đang cần, trời đất ơi quá nhỏ, tưởng bao tay thiên hoàng anh em ơi quá đen. Ok nói chung là không còn gì đâu đen nữa, phải bói đồ xem
Rồi bó đôi anh em xem nhanh này, xong 8 con thể yên này, gia truyền số vũ khí không lô 30 ngon này, áo số họ số số luôn bao tay cho bao tay kim phong anh em, cứ tưởng là bao tay thiên hoàng, trời ơi chính bao tay thiên hoàng là ngon rồi, tại vì mình đang cần đao kháng lô 20 này bó rồi, cái bóng kháng băng 22, trời ơi nhìn tiếc ghê gớm. Trời ơi, nhận kháng lực 7, sinh lực cao. Chẳng cái gì, 8 cái này mà kháng lôi nó đưa lên cái vũ khí này, đưa về cái nhận kháng lôi 30 xem thử có tiền không. Trời ơi, đưa vũ khí kháng lôi anh em. Chung là mình vẫn làm một cái gì đó quá nhỏ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục 8 con của quạt đường môn. Trong khi anh 8 con quạt đường môn thì luồn hết tiền vạn rồi. Đừng muốn đi anh vài con boss, vài con boss lần bài boss mà thấy hết hết hàng rồi. Ok đi anh đường môn đi, lên xem mộc mộ anh em ơi. Ok dứt con cam chính cô anh em ơi, đường môn quất cô hỏa đó này, thì yên được mớ đồ anh em ơi, đai 530, nhận khăn lôi sinh lực cao, bao tay kim phong, cứ tưởng là thiên hoàng may mắn là quá ngon rồi. Vũ khí khăn lôi 30, bao tay 540, dùng 2 sự lục lực và một cái vũ khí khăn lôi 20 đó. Đó là 8 con boss của Thúy Yên. Rồi rồi ông anh em đọc cho đứng làm gì vậy á, lượng cái song hình của nó ăn boss nữa khổ nữa đó, đi vô khác dùm đi. Đúng rồi, cố gắng tìm kiếm siêu phẩm coi gì mà đen vậy. Ai lâm hang cam chân cô đây, dọc vào con khác. Thiên hoàng quá đẹp. Ok tiếp tục nhận dương phong giật anh em ơi, nhận dương phong giật bội luôn. Ai tông rác. Ai nhận bót anh em cứ tưởng là thiên hoàng đúng không, bao tay thiên hoàng là ngon rồi, nhìn quá đẹp, mang thêm món mì mắn nữa vào bao tay nữa quá chắc rồi, không ra mới đâu. Nhận nhiệm vụ ạ. Rồi quất kháng cả các kiểu ơi, kiếm cho chuyện kháng cả trên 10 chơi coi anh em, gì mà đen quá vậy, có vãi nồi. Trời thổ, ok đi. Cảm giác không có gì viết rồi. Thổ mà ra áo, giày, đai lưng thì không ăn rồi. Xanh má chả nó đồ ngon. Rồi, gì bó đồ. Bó cái đi qua map khác. Không bằng 17. Dạ. Ui, áo ngon không phục hồi anh em. Không có phục hồi. 17 sinh lực, nội lực. Chứ cũng được mà không phục hồi shop thôi. Này phục hồi 40 mới ra bán có tiền. Rồi, shop. Rồi, chạy lên mặt công cuộc xem dòng này. Không ra siêu phẩm nữa hơn luôn nha. Ui, không có vũ khí này mày. Nhỏ quá. Không có vũ khí nào luôn. Một cái nón kim thôi. Vãi cả rồi, một nón kim đai kim. Quá nhỏ cho một cuộc tình. Đánh mệt mỏi anh em, đánh gần 5 phút. Cái qua bên này. Dạo này không có nữa, mình quay gì tiếng cúc. Bữa nay quay ăn khơ bị cách ly không khải. Không không, vẫn bình thường nha Dương Quang Vũ ơi. Quang Dũng, Dũng gì đấy. Ôi ai ăn rồi anh em ơi.
Mẹ anh mày. Server này không ủng hộ lại like rồi, qua bên kia chơi đi. Thiệt anh em, không ủng hộ mình tí nào cả. Xanh đồ rồi, ngày nào cũng xanh, ngày nào cũng xanh mà anh em thấy không? Không có siêu phẩm. May mắn thì cũng như ai. Thiết Yên lên được may mắn 13 rồi. Cũng không ăn thua. Mỗi hai món kim này đánh tiếng cúc thôi. Ơ, nhầm nhầm. Tiếng cúc này chỉ có nửa tiếng rồi nè. Bót ra rồi. Rồi hết hết bó tử quá là bót ra rồi. Mình sẽ chào Minh Trung đến trình cứu nhận. Ôi chà chà, có người sang luôn, vãi nồi. À, mới ra thầy luôn anh em. 4.2 tỷ em ơi, nói chung server này cày cấp khổ lắm. Từ 100 trở đi là anh em bảo đảm anh em cày cấp cứ ít nhất phải 1 tháng nửa tháng mới lên được một cấp. 10 ngày nửa tháng mới lên được một cấp nha anh em. Cũng trình cứu nhận. Trình cứu nhận, trình cứu nhận. Có người can rồi nên anh nhanh. Này mới được 3 con à, ạc này mới được 3 con thôi em. Nhanh rồi, giải với nhân chung sửa bá. Khả năng dùng auto kim yến, auto kéo xe kim yến mới kéo được ạc như thế này. Còn anh em đi chan thì auto VL 1.9. Tại game ở trang chủ võ công truyền kỳ .net nha Trung Hàm Minh ơi, server này server Hành Sơn nha. Server mới ra hơn 2 tháng anh em. Server đang rất là hot, đang rất là hot luôn, rất là nhiệt luôn. Xịn quá xịn nè. Hello Tú Nguyễn nha. Ôi cha, canh 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 lắm. Một bao tay đây, tiếp con khác. Ok ok, bói đồ qua khả năng nhanh em ơi. Ghê xanh hết rồi, bao tay cùi quá. Ui áo thủ ly 4 vãi rồi. Sốt lắm, khả năng là Sivu. Đó là server mới Đại Gia Sơn, còn này là server Hành Sơn mà. Đồ xanh luôn rồi. Vãi nồi. Canh vậy. Trời, không có boss nào luôn rồi, ăn hết luôn rồi. Trời. Không có một boss luôn. Server giành tranh nhau ăn hết rồi. Ok, sau khi tìm boss sát thủ không có thì Khải có ít lệnh bài, chuyện này đánh chơi nè mày. Khải cho hết xe dòng này đứng nữa. Đây. Đánh 9 lệnh bài boss chơi rồi. Mở. Thổ họ. Thủy họ chứ. Thủy họ. Khải đỡ ông Thủy Yên kết thúc nha anh em. Thủy Yên sẽ may mắn 13, nó ngon hơn may mắn của Khải. Đây. Nè, 3. Nó như cũ thôi, thêm được cái áo anh em. Hãy cho Thủy Yên kết thúc. Khải cho Thủy Yên kết thúc và cắn luôn ước mơ thầy giáo. Rồi. Quất. Hả? Ui, một cái phi đao vãi nồi. Đúng một cây phi đào.
vào tiếp. Ok. Rồi dứt. Khải ơi làm ăn đông đi bạn. Từ để tôi góp thêm. À, qua Tương Dương Đông, Tương Dương Đông, Tương Dương Bắc giùm Khải được không? Ông kia nó mới được. Ok. Vấn đề là tốn tiền vạn anh em. Ok qua giùm Khải nha, Tương Dương Bắc đây, Tương Dương Bắc giùm Khải đây. Khải đang đứng chỗ này, Khải qua bên kia là nó mất water phải chạy bộ ra nữa anh em. Nè. Tương Dương Bắc giùm Khải đây. Một áo, một nón. Rồi tiếp tục này. Vấn đề là quýnh thì cũng được mà điều nó tốn tiền vạn anh em, hơi tiếc vậy đó. 20 vạn một con. Qua dòng Khải Tương Dương Bắc đây, Tương Dương Bắc đây anh em. Tương Dương Bắc đây rồi Khải về Khải giao dịch cho. Hơn là vừa bán được 2 kim có được 1 ca dạng anh em. Đây là Khải gì cắt đồ đó. Bói đồ chứ. Được chứ, tôi kiếm miếng đánh tống kim là ok luôn anh em. Vũ khí. Độ cái 220. Đó. Đủ 6 dòng 30. Ok, toàn rác thôi. Qua Tương Dương Bắc đi, qua Tương Dương Bắc được thì kêu Khải. Ngon đấy. Ê, hết rồi. Ừ, tài, anh Tài xe lô xanh một ngày 7-8 rương anh em. Xanh vãi liền lắm. Ok, boy. Anh nào donate 10 lần bài boss đâu dùm em Tương Dương Bắc đi anh em. Tương Dương Bắc đi giao dịch luôn này. Rồi, toàn rác thôi em ơi. Nhỏ dưới ta. Xanh bánh 13 rồi các kiểu mà sao không thấy đồ gì ngon trời. Không đồ gì ngon luôn anh em. Nhiều khi nói sợ anh em không tin. Không có đồ gì ngon luôn. Đây hả? Ok. Không đồ gì ngon luôn nè. Ok. Ok ok Trần Trần Minh, em đang giao dịch đây. Đó, có anh Trần Trần Minh donate 10 cái thì 10 cái này cũng dao động khoảng tầm 1 kim thì nói chung là tinh thần là chính. Ôi, anh donate thêm 20 vạn để mở boss luôn này. Ok, cảm ơn anh Trần Trần Minh nha. Ok anh. À, anh đón nét thêm là kiểu này đủ mở bot luôn. Ok ok. Rồi em sẽ ra quốc có gì thì anh em mình chia. Có gì anh em mình chia một chút. Rồi tiếp tục. Ồ tính ra tối nay được 22 con lệnh bài bot ấy, 20 con bot lệnh bài ấy, ngon ấy. Mở tiếp nha anh em. Trong thời gian chờ đợi bot sát thủ thì mở quốc cái này thôi. Lắm. Ui, con này kim đánh đâu ấy, né vô đây. Quốc nó đi thi. Quốc nó đi thi. Đó. Có cho anh em xem, đó, quá ngon. Ngày mới lập nick xin Khải là người cho tôi 40 vạn đi mua ngựa nhớ không? À ok ok. Không ý là donate 470 vạn là đủ tiền đánh 200 mấy vạn tiền boss đó. À, một con 20 vạn anh em, 10 con là 200 vạn tiền boss đó. Giờ tôi không chơi nữa, gửi bạn chút quà cuộc sống có. Cho cái nhận chúc Khải sức khỏe. Ok cảm ơn anh Trang Minh Trung nhiều nha. Trần Trang Minh. Mình cứ đọc lộn Trang Minh Trung là con boss sát thủ nè. Ok. Rồi Dừng. Rồi dứt điểm. Ồ nhiều người xin Khải lắm. Khải cho anh em chục 60 liên tục.
Hồi đó tiền vàng rẻ anh em, tiền vàng lúc đó nó lên 700 vạn, 600 vạn, có khi 800 vạn một kim, nên là nói chung là đó phải cho anh em chục vạn là bình thường. Okay. Ôi, một cái áo, một cái nón. Ok, khai mở tiếp nha. Mở tiếp cho anh em xem nha. Xe bên này là khả cho nhiều lắm. Ra hai con lúc đi. Ôi. Ui da. Ôi sao đứng trên này đâu rồi. Chứ nó. Đó. Để gì em bói cái đồ này thử nè. Sao mà nó chặt chỗ dữ. Nón lạ. Áo kim vứt. Đại kim khá động 20 vứt luôn. Rồi dứt. Cái thành đồ sắc bót gì đó. Trước xin vàng khải vã linh ra. Giờ là đi bán lên bài bót cho khải à? Thằng nào ta? Khải không rõ nữa. Tại vì nhiều người xin quá khải không rõ hết được nên khải không nhớ được. Hết quá tửu à? Cánh quá tửu. Đó. Kịp thời quá tửu nghe anh em. Kịp thời quá tửu nha anh em. Lâm độ. Làm nhẹ 20 lần bài bót chơi xem thử có gì siêu phẩm không. Một bóng. Một dây chuyền. Một cặp bòi. Ok. Rồi dìa bói rồi. Mong sẽ ra siêu phẩm. Nó làm chậm 20. Đó. Trời ơi toàn rác. Ôi được ngọc bòi khăn lối 19. Cái này không có sinh lực. Trời ơi, nhỏ quá. Sinh lực mới có tiền đây mày. Mấy cái này bán vài chục vạn. 3-40 vạn sẽ không ai mua. Ok tiếp tục. Hỏi cho trước. Ui, nhiều đồ vậy. Ok, về bói anh em ơi. Trong thời gian chờ đợi về bói. Hỏi chết. Nón. Đó. Đó. Vũ khí 130. Sụp luôn. Sụp luôn. Còn rác thôi anh em ơi. Nó rắc luôn. Đang mày sáng mày bắn 13 đó anh em. Không phải ít đâu. Sáng mày bắn 13 đấy. Thật lực thì bó tay luôn. Thả tiếp bót nè. Ôi trời ơi trời ơi trời ơi. Đầu xanh đường môn ở đây mày. Mà không sao đường môn vẫn cái mày bắn trên đầu. Ok, thả tiếp này. Một. Hai, quốc. Thổ mộc. Khải gì bói đồ ạ? Trời ơi. Rạc. Hello Tú Trần, hello anh em nha. Dạ thường là mình chủ là gì ạ? Ở server Hành Sơn thì Khải có ghi ở dưới phần mô tả video anh em. Anh em có thể xem phần thưởng của server Hành Sơn quyền nhận được là dưới phần mô tả video nha. Kéo xuống hết phía dưới anh em. Cái link đó. Cái link đó là link phần thưởng á. Anh em kích vào rồi anh em kéo xuống hết phía dưới là đó là phần thưởng của là mình chủ của cùng mấy chủ Hành Sơn. Buồn buồn làm gì 20 cái là bài bot mà chưa có gì nè.
áo thổ. Ok, đặt tiếp. Một, hai, thổ mộc. Thấy gì mua mana cho Thúy Yên nè, đam đi. Ừ, liên server anh em. Hạo Thiên KK anh em ơi, Hạo Thiên KK đó là Tơ Sơn Min cầm anh em. Rồi lại mưa nữa rồi, lại mưa to nữa rồi anh em ơi. Mưa cực kỳ to luôn. Rồi là Khải vừa bỏ đồ này ra. Lên tiếp. Bao tay. Trời ơi, xếp mày bánh 13 mày không có đồ anh em ơi. Lần mày bót thiệt anh em. Không có đồ gì luôn á. Em thấy không? Mày bánh 13 mà Thiên Sơn, Quá Tử, các kiểu. Rồi ước mơ thầy giáo, các kiểu. Mà không có đồ. Sao đồ, đồ gì đâu không rồi trời. Đồ gì đâu không rồi trời. Còn 2, 4 6 con nữa thôi, hết rồi. Sao Tây Sơn không mưa ta, cách nhiều có cái đều ăn khơ. Không, ở trên này là Khải đang ở huyện em à. Khải đang ở huyện, trong huyện công cho rõ. Cách khoảng 6-70 cây nữa. Chứ ăn khơi không biết có mưa hay không thì Khải không rõ. Tính ra luôn huyện là cách 100 cây số ấy. Ở huyện mà 100 cây số, hơn 100 cây số ấy. Họ bói tại chỗ không được anh em. Bói tại chỗ không được, bán không được. Mình phải làm trong thành mới bán được. Này đâu bán được đâu. Nên không? Phải làm trong thành mới bán được. Cái này họ không bán được. Thôi còn rác thôi. Bói tại chỗ không được. Mấy hôm mà làm phi chiến đấu trong thành đó thì mới bán được anh em. Này đánh ngoài thành mà. Rác. Đây lưng rác luôn. Chả được gì. Ở đây hả? À? Ở đây thịt rừng ngon lắm. Này trong núi mà. Thịt rừng phải gọi là báo cháy luôn. Vấn đề là có tiền ăn hay không thôi em. Tại vì đồ rừng mắc lắm. Đồ rừng mắc lắm. Ở đây ở đây đã mắc rồi nha. Ok hay Nguyễn. Ok hay Nguyễn. Làm chai nước cho mát Khải ơi. Ok cảm ơn hay Nguyễn nhiều nha. Ở trong này á, đồ rừng thì ok lắm anh em. Nói chung là mắc thì không phải mắc, rẻ không phải rẻ. Nhưng mà vấn đề là mua được hay không mới là một vấn đề anh em. Tại vì người ta chỉ bán cho người quen thôi. Nên là mua cũng khó lắm, mua khó mua được lắm. Cảm ơn hai Nguyễn nhiều nha. Nghe mưa mà thèm, miền Trung nóng kinh nè. Khải bữa giờ mưa liên tục anh em. Trời ơi. Yeah. À, thấy yên của Khải hết tiền sửa đồ luôn rồi. Vãi nồi. Rẻ thì rẻ thiệt. Nhưng mà mua không có anh em. Nó ví dụ như nó có thì nó bán gì à. Ờ, nhà hàng này nọ các kiểu rồi không có đến lượt mình, nó bán cho người quen mà không bán, không dám bán tầm bậy nè. Bán tầm bậy là nó bị công an săn lùng bắt ngay nè. Chung là hàng cấm mà. Chúc Khải bye bye, gặp nhiều may mắn, xem nhiều kênh của Khải, rất quý Khải. Ok em cảm ơn Kiên Nghiễn nhiều nha.
Khen Khải sửa đồ cho con Thế Yên nữa. Thế Yên nó bị hư cái đau anh em ơi, nó phù gì rồi. Hơn là nó báo cho Hồng, nó không báo là hư cái đau là sắp mặt rồi. Mưa cho mát mấy. Ok, hello ông Giá TV nha. Hello ông Giá TV. Khả đang sang đỡ một ít lần bài boss này em ơi. Nãy giờ sang boss sát thủ mà đồ cùi quá. Còn nãy giờ sang 20 con mà chưa được món đồ gì. Nó thân lôi 15. Trời ơi, toàn rác thôi em ơi. Chết luôn. Toàn rác không à. Ok, tiếp tục. Bữa công ty dẫn đi ăn con trùng hơn 2.5 gần chục chai. Đúng rồi anh em. Con trùng như ở Khải thì con trùng hương nó tầm khoảng 5 triệu. 5 triệu mà mình tự làm. Một ký là một ký như là 2 triệu hay sao á, một ký là 2 triệu hay sao á. Con đó khoảng tầm 2 ký mấy. Nói chung là mua nguyên con luôn, 2 ký mấy là 5 triệu xong rồi tự mình làm, tự mình chế biến. Ở mình nè, ở chỗ Khải nè. Nhưng mà vô nhà hàng thì cao hơn, vô nhà hàng thì nó chém đẳng cấp luôn. Vô nhà hàng là tại vì hàng độc nè, người ta bán cao. Tối nay thì săn 16 con boss mà Khải mới săn khoảng 10 con à. Mà nhiều cao thủ săn quá anh em, nên là Khải dạo không có con nào đó mà săn luôn. Ok Hải nha, ok Hải nha. Hải đây là bán được ạc rồi, chúc mừng nha. Khải cũng mới ra. Chúc Khải ra siêu phẩm nhé, có qua Đại Gia Sơn làm tí cô bạn hiền. Có chứ, qua đó chơi vài ngày mà. Vấn đề là không biết là chơi có nên đầu tư hay không thôi Hải ơi. Tại vì bên này đầu tư quá nhiều rồi. Bây giờ bán ạc thì đang đợi người mua. Đợi người mua thì mình mới đầu tư bên kia được. Còn không thì cứ chơi bên kia tà từ từ thôi. Khi nào bán được ạc thì tính tiếp. Tại vì bên này đầu tư quá nhiều rồi. Ui, một con kim hai cái vũ khí nè mà. Hai cái vũ khí nha. Một con thủy, ok, dứt hai con này đi sang bán boss cuối cùng nè mày. Thấy gì bói vũ khí này thử đã. Hai cây vũ khí kim. Hai cây vũ khí kim anh em ơi. Anh em nói quá không gật rồi. Anh em nói quá không gật rừng 40kg cái 300k vãi rồi. Ai cần trùng hương, trùng đen, trùng mèo rẻ rẻ nè, rắn rít các kiểu. Sơn lơ có, sơn lơ ở đâu, sơn lơ rừng nào đấy. Thiếu lâm đào nên tăng phụ trợ nào mát trước đấy. Thiếu đào cấp nhiều, thiếu đào cấp nhiều anh em. Thấy gì bói đồ anh em ơi, bói nhanh lên là mớ đồ nữa nè. Ôi giày đen và ái 18-40-15. Trời ơi vũ khí coi, trời gạo luôn. Trời, hai cái vũ khí đúng 3 dòng quá nhỏ. Lần bài boss cùi quá anh em ơi, không bằng boss sát thủ luôn á. Khải nói thiệt anh em luôn, Khải săn bữa giờ là hơn 200 boss sát thủ rồi. Khải thấy là con boss sát thủ nó đồ nó ngon hơn nhiều. Boss sát thủ đồ ngon hơn nhiều luôn anh em. Rồi ok, hết boss rồi, 20 con chả được gì được. Khải gì boss được gì không có chứ, chỗ này thịt thỏ bình thường mà. Ôi chỗ này thịt đồ này nó nhiều lắm. Nhưng mà vấn đề là quen á nó mới mua được. Như Khải nè, Khải là Khải mua được nè. Khải mua được nè. Khải cũng hay mua gì ăn lắm. Mình ở Long An Khải ơi ạ. Ủa ở Long An cũng ok. Long An cũng có rừng nên là đồ rừng có hả. Ok Khải đi sang vàng boss nữa em ơi. Khải đi sang vàng boss sát thủ nó cho xong. Ếc này còn 4 con nữa. Trước khi đi là Khải lấy cái may mắn của cái con Thế Yên đó. Ước mơ thầy giáo của Thế Yên đó. Dương Bách đợi danh ngày mai Tú Nguyễn ơi. Giờ sáng 6 con nữa nè. Còn 6 con của Ác Đồng Môn nè anh em. Còn 6 con Ác Đồng Môn. Đến ngày mai cứ một ngày 11 giờ đêm thì Khải sẽ sáng 16 con nè. 8 con Ác Đồng 8 con Ác Thế Yên và 8 con Ác Đồng Môn. Đó, ngày nào cũng như ngày đó thôi. Khải đi mua máu mà. Đó, lấy cái này may mắn ước mơ thầy giáo là tăng thêm 10% may mắn nè. Với tự với Thiên Sơn đó vậy thôi. Con đường môn là may mắn 8 này mà còn còn 6 con nữa lận. Khải còn 6 con nữa lận mà nãy mấy ông xì ông xanh két dữ quá, mình không có ăn được con nào luôn nè.
nhiều người xem quá ấy. Đó là lâu quá rồi. Ok, đi tìm boss này. Yo, lâm trình thì cũng nhận anh em ơi. Ôi chà, nó đứng như một tùm lum tùm lưa mà không thấy luôn rồi. Này thì đường môn may mắn 8 thôi nè. May mắn 8 và kèm ước mơ thầy giáo và lại thiên sơn quá tử. Rồi. Ôi chết bà rồi, phai rồi, quanh cánh ước mơ thầy giáo rồi. Đậu xanh. À, bây giờ được Khải dạy con dưới rồi. Nói cái tên bà tặng con này 2 triệu rồi. Ừ, tên cả tiếng cả tâm mà. Vài con nữa cho xong rồi em ơi. Rồi qua 12 giờ nữa ngày mai. Ngày mai Khải sẽ sang tiếp 16 con. Ngày nào cũng vậy thôi. Ok, dưới đây. Dưới đây, dưới đây. Nhường tôi nhé, ok. Nhiều người xanh quá nè em ơi. Ai Khải chắc cao lắm khoảng 10 triệu anh em, không hơn đâu. Không hơn đâu. Cấp thì cao hơn 2 cấp, vấn đề 2 cấp là phải cày 1 tháng đấy anh em, phải đơn giản anh em. Một cấp tầm này là 15 ngày đấy. Một cấp tầm này cứ dao động là 15 ngày một cấp đó anh em. Vấn đề là có người mua hay không và mua được giá thì mới bán, còn rẻ quá không bán anh em ơi. Rẻ quá rồi xài thì bán làm gì? Đồ cái gì năm dòng rồi nè. Sốp nè. Ngọc bội khăn lông 13. Sốp luôn. Sốp luôn. Rồi chỗ này chạy qua tiếng cúc này. Quên khỏ lan nè. Nó sinh không còn con nào luôn nè. Ai Khải tầm 10 triệu thôi, không hơn đâu. Làm gì tới 15 triệu anh em. Đồ Khải có gì đâu mà hơn 15 triệu. Sivu. À, cố kiếm tới 1-10 kim mà nhiều cao thủ quá. Đồ. Không có boss nào được xanh luôn em ơi. Nhỏ quá. Ôi không có boss luôn rồi. Kinh quá. Dạ tìm boss anh em ơi. Đây nãy giờ Khải chốc đồ anh em xem. Nãy giờ xanh 16 con. Nói chung là gần 16 con thì gần khoảng 12 con. 12-13 con à. Đường môn nó mít hết khoảng 3 con này. Tại vì quá 12 giờ. Vì xanh 20 lần bài boss đó. Đây. Nãy được bao tay Kim Phong. Tưởng bao tay Thiên Hoàng anh em. Mừng vãi nồi mà tưởng. Ai ngờ lại Kim Phong thua. Rồi được một cục Thanh Hồng. Một cục tử thì tinh. Hai cái này được khoảng 500 xu rồi. Lấy lại vốn một ạc này. Đó. Hai cái này được khoảng 450 đây. Lấy lại vốn một ạc. Rồi một khí không lôi 30. Một cái này không ăn thua. Đại lưng làm 130. Và bao tay 140. Bao tay này chắc bắt được khoảng kim rưỡi. Kim rưỡi hai kim. Nói chung là hôm nay không có lỗ nè. Hôm nay sang boss tốn khoảng một kim hơn. Với lại 20 lần bài boss thì tốn khoảng 2 kim. Thì nó tốn khoảng hết 3 kim. 3 kim thì với cái đống này thì cũng bù lại được gì đó. Không lỗ lắm. Đó, cái này bao tay, bao tay này bán 50 vạn rồi. Không ai mua. Giày này tiếc quá anh em ơi. Tóc có 18 rồi. Ngọc bội này cũng cho xe vài chục xu thôi, vài chục vạn. Chung là lỗ sắp mặt. Không lời nhưng mà chỉ gọi tương đối thôi. Ok, và anh em xem video sang boss xong thì đừng quên cho Khải một like, một chia sẻ anh em ơi. Và video này Khải sẽ up lại trên kênh. Mong anh em đã xem rồi và chưa xem thì có thể xem ủng hộ một like nha anh em.